Nhận thấy chiếc xe bán tải phía trước dừng xe quá lâu gây tắc đường, nam thanh niên xuống nhắc nhở thì bị hành hung, chảy máu mũi và gãy răng. Hiện, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài khoản Facebook BH nói rằng anh bị hành hung bởi một tài xế xe bán tải ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông. Cụ thể, anh BH cho biết, vụ việc xảy ra vào 21 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2020 trên đường Khất Duy Tiến, hướng về Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Khi anh đang lưu thông trên đường thì thấy xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29C583 do người một đàn ông điều khiển chở vợ và con gái đang dừng đèn đỏ để chờ đi thẳng ở lối rẽ trái. Sau 2-3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn tắc hàng dài. Một nam thanh niên đã xuống xe nhắc nhở tài xế bán tải di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người này ngay giữa ngã tư, gây thương tích khá nặng, chảy máu mũi và gãy răng. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế bán tải đã rời khỏi hiện trường. Tối ngày 1 tháng 1, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết, thanh niên bị hành hung đã đến trụ sở công an trình báo. Hiện, vụ việc đã được báo cáo ban đầu lên công an quận Thanh Xuân. Chúng tôi đã cử cán bộ cho bị hại đi giám định thương tích, đồng thời xác minh danh tính tài xế xe bán tải để mời người này đến trụ sở làm việc, đồng thời xử lý theo quy định. Vị lãnh đạo thông tin, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.